Thông thường thì giá bán mỗi kg cá chép sẽ dao động khoảng từ 45 cho đến 50 ngàn đồng. Thế nhưng mà chỉ nhờ việc thay đổi nguồn thức ăn ở những tháng cuối mà những ngày đầu năm này, một anh nông dân ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã có thể nâng giá thành của mỗi kg cá lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần so với thông thường. Xin mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm mô hình nuôi cá đặc biệt này trong phóng sự ngay sau đây. Thay vì chờ xuất bán cho thương lái, thì vào những ngày đầu năm này, anh Nguyễn Quang Lợi đang bắt chọn những con cá chép có trọng lượng lớn để bán cho các nhà hàng trong địa phương nhằm phục vụ du khách đi chơi Tết. Giá bán dao động từ 100 đến 120 ngàn đồng một kg, cao gần gấp 3 lần so với những con cá chép nuôi bình thường. Không phải vì đây là một giống cá mới, mà bí quyết nằm ở một loại thức ăn đặc biệt. Sạch của sạch. Sao lại có cái vỏ gì ở đây ạ? Đây là cái vỏ đỗ đấy. Đỗ ạ? Đỗ tằm đấy. Thế cái đậu tằm này là mình cho cá ăn à? Qua tìm hiểu thì nó cá chép này nó phải ăn cái đậu tằm này nó mới thành chép giòn được. Sau một thời gian đến 5 tháng này là nó sẽ thành chép giòn. Cá thịt dai, cá giòn. Bây giờ là mình kéo để cho khách ở nhà hàng vào lấy luôn đúng không ạ? Hôm nay thì khách lấy được nhiều không anh? Sáng ngày em lấy được 12 con. 12 con. 12 con là khoảng bao nhiêu cân ạ? 12 con thì nó khoảng hơn 20 cân. Dạ. Từ 8 lồng nuôi cá theo phương pháp thông thường, cuối năm ngoái, anh Lợi bắt đầu chuyển 2 lồng sang nuôi cá giòn. Đối tượng mà anh chọn nuôi là cá chép và cá chấm. Theo đó, ở giai đoạn đầu, những con cá vẫn được chăm sóc và cho ăn thức ăn thông thường. Khi cá chép đạt trọng lượng 2 kg, cá chấm cỏ đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg, chúng sẽ được chuyển sang ô lồng khác để nuôi vỗ thành chép giòn, chấm giòn bằng thức ăn là đậu tằm. Đối với cái đậu tằm này nó có một cái tác dụng rất là tốt. Nó cung cấp đạm thực vật cho con cá đó và nó lại không làm cho con cá nó quá nhiều mỡ, nó béo mà nó lại làm cho cơ của con cá nó săn chắc lại. Chính vì vậy mà mình mới gọi là con cá chép giòn, bởi vì khi mà mình ăn thịt nó rất là dai và giòn. Dù thị trường tiêu thụ tại địa phương chưa lớn, tuy nhiên sản phẩm cá chép giòn, chấm giòn của anh Lợi đã được nhiều thực khách biết đến và đánh giá rất cao về chất lượng. Mình xem ở trên mạng đó thì cũng phát hiện ra cái chỗ mô hình nuôi cá của anh Lợi. Bạn bè cũng giới thiệu là cá ở đây ăn rất là ngon. Bọn tôi cũng đã trải nghiệm cái cá ở đây. Về độ giòn mà nó cũng không tanh như ở một số địa phương khác. Với mỗi ô lồng nuôi cá chấm và cá chép giòn, sau khi thu hoạch, anh Lợi có thể thu lãi được gần 70 triệu đồng. Trong khi đó, nếu nuôi theo kỹ thuật thông thường, cùng thời gian, anh chỉ thu được khoản lãi là 20 triệu đồng. Như vậy, mô hình nuôi cá giòn có lãi cao gấp 3 lần so với thông thường.